Tất cả mọi người có mặt ở trong room của Lighthouse và mọi người mới vào trong room của Lighthouse nhé. Hello everyone, nice to meet you. I am Minali, I'm from Vietnam. I play pipa in Trung. I hope everyone enjoy my music. Please follow me, thank you so much. Hello Miss Josie. Hi my friend. How are you? Chúc tất cả mọi người có mặt ở trong room của Lighthouse có một buổi nghe nhạc vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hello anh ca tươi. Em có bán đàn không ạ? Em có bán đàn anh ạ. Nhưng mà một cây đàn khác chứ không phải là cây đàn này. Vẫn là cây đàn tỳ bà nhá. Em cũng là bán đàn ạ. Chào tất cả mọi người mới vô room của Lighthouse nha. Mở đầu chương trình mời mọi người cùng lắng nghe bài Yêu là cưới. Đâu rồi ta? Rồi tới luôn nhá, rồi tới luôn nhá. Em cứ để mà tìm bài kia nó hơi lâu. Em cảm ơn Chim Di. Hey, hey. Chào tất cả mọi người mới với vô room của Lighthouse ạ. Music Lighthouse. Thank you my friend.
Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mọi người mới vào, ai chưa follow em thì em xin giới thiệu follow của avatar của em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và tiếp theo chương trình mời mọi người. Hôm nay live muộn vậy à? Ủa không, em cứ đúng 11 giờ là được đưa vào live không? Thì em cứ thế là em vào thôi. Đừng nhạc sĩ, mời mọi người cùng nghe. Những ai đang buồn buồn phiền này hay hân hoan kia, sao kiếp cũng đã an bài. Ngồi đàn một khúc ca dành tặng những ai lạc đường, mỗi trưa ngày trong gai gian lao vâng bước bước tiếp sẽ qua đường. La 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 la. Tim u sầu, một cuộc tình không như trong mơ, xin gió hay cuốn xa mờ. Mùi đàn một khung ca, dành tặng những ai yêu mình. Nhìn dòng đời trôi qua vươn vai, thôi cố gắng sẽ trưởng thành. Lan lan la 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 lan lan la, u a ba ba ba. Giấc mơ buồn mà lòng này ôi sao không can tâm, thì sống với bóng dáng em xa rồi. Đời người là kiếp muôn lối thì đừng có lạc đường. Buồn làm gì ngoài kia bao la, đừng sống với bóng ma cô đơn. Hana, wow, Hana. Ok, thank you everyone. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Và bây giờ em tặng mọi người một bản nhạc, một bài rất là hay. Thank you Hana. Thank you my friend. Em tặng mọi người bài này nhá. Chờ em một chút xíu ạ. Mời mọi người cùng lắng nghe bài Đoạn Tình Duyên, ban tặng cho ai. Hello Octavio, em chào kìa sáo.
mọi người rất nhiều. Hello Comel. Thank you everyone, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Em cảm ơn đại gia đình của Lighthouse. Mọi người cho em xin giới thiệu follow nhá. Và bây giờ mời mọi người cùng lắng nghe bài Biệt Chi Kỷ. Hello anh HT. Hello mọi người mới vô room Lighthouse nha. Hello Nana. Thank you.
Lê Hao ạ. Thank you everyone. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Và bây giờ một bản nhạc của Việt Nam mời mọi người cùng lắng nghe. Ai đó bảo là nhạc Trung Quốc đúng không ạ? Mina đánh cả nhạc, tất cả các thể loại nhạc. Nhạc Tây, nhạc Tàu, nhạc nào Mina cũng nhảy. Và bây giờ mời mọi người cùng lắng nghe bài Đế Vương nha. Đế Vương là nhạc Việt Nam rồi, không phải nhạc Trung Quốc.
Một dấu cộng follow nhá. Bây giờ chỉ còn có ít phút nữa thôi, còn có 6 phút nữa thôi em phải trở lại với room của em rồi. Ai chưa follow em thì cho em xin một dấu cộng follow. Mọi người thích Mina đánh bài gì ạ? Cảm ơn kẹo kéo, thích cái kẹo kéo nhiều. Thôi chỉ riêng mình ta nhé, chỉ riêng mình ta nhé. Chỉ riêng mình ta xong là hết bài luôn á. Nếu mọi người về ơi, về room Vida chơi nhé, kêu gọi mời chào như đúng rồi luôn á. Hey,
Cảm ơn ạ. Hello anh Minh Triệu. Thank you anh ạ. Mọi người ơi, chỉ còn lại có 50 giây nữa thôi, em phải trở lại với room của em rồi, come back my room. Nên là mọi người, nếu ai chưa follow em thì cho em xin dấu cộng follow nhá. Thank you everyone, thank you tất cả mọi người rất là nhiều đã hỗ trợ follow, chia sẻ, giúp đỡ cho Mina trong 30 phút live house vừa rồi. Giờ này không thể nào mà đánh thêm được một bài nào nữa, chúng ta không bật nhạc và chờ cho đến khi live house đưa Mina về room, chứ Mina không có tự về được. Hello Taka. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Bye bye, see you again. Bye bye. See you tomorrow.